But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video của Pháp. Hôm nay thì là ngày đầu tiên mấy anh em Pháp nghỉ trời gió cả nhà. Gió mùa xuống tầm khoảng một tuần rồi. Hôm nay thì mấy anh em Pháp đi biển lại ngày đầu tiên thôi. Hiện tại thì khi Pháp đang ở cái điểm cách cảng Phú Hài chạy lên tầm khoảng 6 lý cả nhà. Thì lặn cũng gần bờ thôi. Nay biển cũng đã êm lại rồi. Không biết nước có trong hay không nữa. Nóng như êm vậy đó. Nóng luôn ha, nóng nực luôn á. Đó. Cứ trời êm biển lặng là khoái thôi. Này cũng có sứa rồi cả nhà. Sứa đây khá là đập luôn, sứa lửa đó. Đó. Hôm nay thì đi 8 anh em. Có một anh quá lồ. Anh đó đi bên bạn Mỹ á, người làm biển chiếc công á, anh Lát. Anh đi quá lồ ghi Pháp. Ghi bạn Mỹ Pháp thì đó bây giờ đang gặp được một con hương mấy rồi cả lông. Nhà nên ghi bạn Mỹ không đây có đi biển. Anh Lát qua đi quá lồ nó vẫn Pháp. Còn ấm giờ nên mánh sò lông và các nhìn bạn rất là rõ theo dõi luôn. Video của Pháp ha. Đó một con sò lông lớn. Đây thêm một con sò lông lớn nữa nè. Đó cái dấu tích của nó đó cả nhà. Thì giá sò lông lớn thì nó cũng tính thì theo ngày thôi. Có hôm thì lên rất là cao, có hôm thì rơi xuống cũng tầm khoảng đâu đó trên 100 ngàn một ký. Con sò lông lớn nữa luôn. Nói chung thì giá hải sản ở quê Pháp thì khi mà bán cho thương lái thì cũng chưa có biết giá được. Khi nào về tối thì thương lái sẽ báo giá cho mấy anh em Pháp mới là biết. Một con bạch tuộc cũng to lắm. Loại này thì ăn không được đâu cả nhà. Pháp chỉ quay xem thôi. Đây là dấu tích của con sò liếu nó nằm đó cả nhà. Thì sò liếu đâu đó cũng giá của nó rơi vào khoảng từ 30 ngàn tới 40 ngàn một ký thôi. Đây là dấu tích của con sò lông lớn nó nằm ở cả nhà. Đó. Mùa này thì nước vẫn còn ấm á, nên dấu tích của các loại sò nhìn cũng thấy dễ dàng lắm, nên bắt cũng hấp dẫn lắm. Pháp đang gặp một con mực nang nó đã bi động rồi cả nhà, nên nó gặp Pháp nó đang bỏ chạy đó cả nhà. Hiện tại thì Pháp đang quạt lên trên tầm khoảng 1 mét nước để đánh lừa nó, tại vì Pháp không có cây chỉ, Pháp cầm móc nên Pháp mới quạt lên trên tầm khoảng gần 1 mét nước, không biết Pháp có móc được nó hay không đây. Cái đây là hên xui luôn á cả nhà. Cuối cùng thì Pháp cũng đã bắt được nó rồi. Thường thì mực nang nó mà lừng, nó mà chạy như thế thì bắt ít khi được lắm. Pháp rất là may mắn. Con mực nang này thì nó cũng sổn thôi. Giờ bắt lên bỏ vào vợt. Lên trên ghe mấy anh em á, một là lụa ăn cơm, hai nữa thì đem về ăn thôi. Đó, nhìn nó xịt túi rất là đã ha. Đây một con sò lông lớn nó bám vào con sò mai đá cả nhà. Thường thì chúng hay sống quanh quẩn bên con mai đá lắm, với lại những con sò mai á. Một con sò chằn chằn với lại một con bạch tuộc. Bạch tuộc thì tại điểm từ vùng biển Mũi Né đổ xuống cho cảng Phú Hài thì cũng lai rai thôi cả nhà, cũng không có nhiều đâu. Còn ở quê Pháp hiện tại thì đã vào mùa có bạch tuộc rồi. Đây là dấu tích của con sò lông lớn nữa luôn này cả nhà. Đó nó nằm đó. Nhìn thấy cũng dễ lắm. Đó.
phía trước của Pháp thêm một con nữa luôn. Đây cả nhà, đó. Mấy những video trước thì sò lông lớn Pháp bắt rất là nhiều. Nay thì nó cũng đã thưa đi nhiều lắm cả nhà. Chắc cũng tầm đâu đó vào khoảng một tuần mấy, hai tuần nữa là tại vùng biển từ Mũi Né xuống cảng Phú Hài thì sẽ hết sò thôi. Pháp đang gặp một con sò ngao hai còi, không biết con ngao hai còi đây có to hay không nữa. Thì ra là một con ngao hai còi cũng chắc là to. Loại này thì đâu đó rơi vào khoảng trên 300 ngàn một ký cả nhà. Ngao hai còi là loại sò rất là cao trong các loại sò luôn. Nó là đứng đầu trong các loại sò cả nhà. Đây một con sò liếu nó đang trổ lên trên đó. Đây cả nhà, dấu tích của con sò lông lớn nó nằm đó. Nhìn thấy cũng dễ dàng ha. Đó. Bù này thì đây thêm con sò léo nữa luôn. Đa số thì từ đầu tháng 2 đổ tới tháng 4 các loại sò và ốc nó đã sinh sản để đi rất là nhiều, nên hải sản á nó rất là ớt thịt, ăn nó không có ngon đâu cả nhà. Từ tháng 5 đổ tới thì cho tới tháng 12 luôn, hải sản ăn mới là ngon, nó chắc thịt lại á. Đây một con sò lông lớn nữa luôn đó. Nói chung thì Pháp lặn biển nhiều năm, Pháp có kinh nghiệm nên Pháp biết tháng nào ăn sò nó ngon, nên Pháp chia sẻ cho cả nhà biết ha. Một con sò léo to nữa, phía trước của Pháp là con sò lông lớn nữa luôn đó. Đây là con cá đuối ghim. Đây cả nhà, dấu tích của con sò liếu đó. Đó, con này cũng khá là to. Nhìn chung thì sò liếu Pháp lặn gần bờ á, nên cỡ này là to rồi. Còn ở tại nước sâu á, con nào cũng lấy là phải tầm khoảng hơn một gang tay á cả nhà, to lắm. Một con sò lông lớn nó đóng bên con sò mai á. Chúng hay sống quanh quẩn bên con sò mai lắm. Còn sò léo nữa đó. Pháp gặp được một con sò dương đầu tiên luôn, với lại con sò léo kế bên đó. Sò dương thì đâu đó dây giá của nó rơi vào khoảng từ 200.000 đổ một ký đổ lại thôi. Đây con sò lông lớn nó chỗ đây cả nhà, đó quá là to luôn á. Pháp đang gặp được hai con sò chuối luôn đó. Sò chuối thì cả nhà mua cái thịt của nó về á, xào giá hoặc là xào các kiểu thì ăn cũng ngon lắm, đặc biệt là nấu cháo chay nha, nấu cháo ăn thì cũng ngon lắm. Pháp đang gặp một mánh ngao hai còi nữa. Loại này thì cũng loại một luôn thôi. Đó. Giờ cho vào vợt cá nhân thôi, chứ bỏ vào vợt sò thì nó sẽ bới thôi. Nó sẽ bới á. Đây thêm một con ngao hai còi nữa luôn, với lại một con sò lông lớn luôn. Đó. Cứ bắt một con ngao hai còi thì kiếm tầm khoảng từ 30.000 tới 50.000 một con nha cả nhà, cũng tùy theo kích cỡ của nó. Ký hiệu của Pháp là Pháp cào được con ngao hai còi to trong đám bụi ở cả nhà. Bụi nó đi theo Pháp nên Pháp cào rất là nhanh. Khi mà đợi bụi qua để quay thì nó mất thời gian lắm. Con ngao hai còi khá là to luôn á. Đây một con ngao sứ nữa đó,
Ngao sứ thì tại vùng biển Mũi Né có chỗ thì bắt rất là sướng tay lắm. Một con sò tá, một con sò Thái với lại con sò lông chung. Sò lông chung thì giá nó rơi vào khoảng từ 80.000 một ký đổ lại thôi. Một con sò léo nữa luôn. Đây một con sò chuối nữa. Đó. Đây cả nhà, dấu tích của con sò lông lớn nó nằm đây. Đó. Với lại một con sò chuối xét bên luôn đó. Đây nữa, một con sò lông lớn nữa. Đó. Hiện tại thì Pháp đang bắt rất là nhanh vì cái bộ vía nó theo Pháp nhanh lắm. Đây, một con chỗ lên trên nữa. Ký hiệu của Pháp là hai con luôn. Đây. Wow, khá là to luôn á cả nhà. Đây thêm một con sò lông lớn nữa. Đó. Đây này cả nhà. Đó, nó chỗ lên trên đó cả nhà. Nhìn thấy rất là dễ dàng luôn á. Một con sò Thái nữa. Sò Thái là loại sò cũng khá là dễ tiền ở tại quê Pháp luôn á. Pháp gặp được một con bạch tuộc. Con này thì nó cũng còn nhỏ lắm cả nhà. Đó, nó không chịu chạy luôn. Pháp để lên tay nó không chịu chạy luôn. Pháp thả xuống lại thì nó chui thẳng xuống đất. Wow, một con sò lông lớn khá là to. Đó, wow, to lắm. Đây thêm một con nữa. Đó. Đây là em Gơ. Pháp đang gặp em Gơ và anh hai của Pháp. Đây nè cả nhà. Đó. Nó chỗ lên trên nhìn thấy dễ dàng ha. Sò lông lớn thì gặp bắt chắc là sướng tay lắm. Với lại nó mau có tiền nữa. Đây nữa này cả nhà. Con sò dương thứ hai. Đó, một ngày thì bắt chỉ vài con sò dương thôi. Thêm một con sò Thái nữa luôn. Một con bạch tuộc. Pháp không bắt loại bạch tuộc nhỏ đâu. Hiện tại ghi ở trên đang chạy đi với cả nhà nên mấy anh em đang ù lại thành một nhóm. Đó, em Gơ đang đi phía trước Pháp đó, như là đang bay trong phim vậy. Có một chú cá ép. Cá này thì thường hay theo những anh thợ lặn để ăn bụi lắm. Nó rất giống con cá lao kiến ở trên vùng biển, ở trên vùng nước ngọt nha. Đó, nó theo mấy anh em thợ lặn để bám vào, để hút bụi đó cả nhà. Cũng gọi nó là con cá dọn dẹp vệ sinh cho những chú cá lớn á cả nhà. Loại này có thể rất là to nha. Đó. Em lấy cũng đã nửa vợt sò đó cả nhà. Nó cứ theo mấy anh em thợ lặn để ăn bụi thôi. Đây, con sò lông lớn khá là to luôn. Wow, một con sứ lửa. Mấy cái dâu của nó khá là dài luôn cả nhà. Bù này thì sứ cũng đã nhiều đi lắm. Nó mà quẹt vào một cái là coi như là mình bị bỏng da luôn á cả nhà. Đây là những sợi dâu của nó. Thường thì nó có
từ 3 sợi cho tới 4 sợi dâu, có thể dài trên 2 mét. Mù nước mờ thì nó quẹt anh em rất là nhiều. Một con sò liếu khá là to nữa. Đó. Đây một con sò lông lớn nữa. Đó. Đây. Con sò lông lớn đó cả nhà. Thêm một con nữa luôn. Một phát cứ tưởng đâu một con nữa luôn chứ. Đây nè cả nhà. Nó nằm nhìn thấy dễ dàng ha. Buồn này thì bắt sò rất là sướng lắm. Còn từ tháng 5 độ tới thì nước nó lạnh với lại mờ á, những mánh sò nó giấu đi rất là kỹ luôn á. Đây thêm một con nữa. Đó. Đều là sò lông to không thôi. Thêm một con nữa luôn. Nhìn Pháp bắt cới cới như vậy đó, nhưng thực ra thì lâu lâu Pháp chỉ bắt được một con hai con thôi. Đây thêm một con nữa. Đó. Thêm một con nữa luôn nè. Đó. Con nữa, một con sò liếu tới bên luôn. Đây là một chú cá bóng. Loại cá bóng này thì Pháp nghĩ là nó rất là nhiều màu lắm. Có con thì nó màu vàng, có con thì nó màu đỏ luôn. Nhìn nó đẹp lắm cả nhà. Đó. Nhìn nó rất là thân thiện luôn ha. Một con sò liếu khá là to. Đây là cái vỏ của con sò liếu nó bị chết đó cả nhà. Không biết là con sò gì đây, Pháp đang cào. Chắc là ngao hay còi đó. Wow, con sò ngao hay còi loại 2. Và con sò lông chung. Đào đào là biết rồi. Thêm một con ngao hai còi nữa. Loại này thì chắc cũng vào loại 1 đó cả nhà. Wow, một con ngao hai còi nữa luôn. Con này thì cũng loại 1 luôn. Với lại hai con sò lông chung luôn. Lây hoay thì cũng đã tới giờ lên chạy vào bờ rồi cả nhà. Giờ lên xem thành quả của mấy anh em Pháp tại điểm 62 lý này nha.
đưa nhiều cho lắm. Video tại đây ha.